Và công tác cứu chữa thì cứ tưởng chừng là đến 4 giờ 30 của sáng hôm nay là đã hoàn thành, nhưng nó lại tiếp tục lại sạt lở tiếp một lần nữa. Mặc dù ngành đường sắt đã huy động nhân lực, vật lực và tất cả những cái gì có thể cứu chữa được, nhưng mà quả thực là đến thời điểm này là rất khó khăn. Thời gian mà để dự kiến là thông đường chưa thể nói trước được. Tại hiện trường sự cố sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả, đất đá ngổn ngang chất thành đống, hàng trăm công nhân kỹ sư cùng phương tiện máy móc được huy động để dọn dẹp đất đá và khắc phục những điểm sạt lở. Hầm đường sắt này có tên gọi là hầm Bãi Gió, dài khoảng 900 m, được người Pháp xây dựng từ năm 1930 và đi vào hoạt động vào năm 1936. Phía trên đường hầm là đường quốc lộ 1, khoảng 12 giờ 45 phút trưa ngày 12 tháng 4 năm 2024. Trần hầm đường sắt này bất ngờ sạt lở khoảng 100 m khối đá, bịt kín cửa hầm, kéo dài tầm 5 m. Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt. Ngành đường sắt đã huy động hàng chục xe ô tô để chuyển tải từ ga Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên đến ga Giã thuộc tỉnh Khánh Hòa và ngược lại. Ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, thời điểm này lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 công nhân kỹ sư cùng các phương tiện máy móc để khắc phục sự cố sạt lở nhằm thông tàu trong thời gian sớm nhất. Cái khó khăn là vì là cái tầng đất đá ở trên hầm là nó bị phong hóa lâu năm, và bây giờ là nó rữa ra và nó rơi tự do nên làm vỡ hết nắp hầm ở phía đường trong này. Và công tác cứu chữa thì cứ tưởng chừng là đến 4 giờ 30 của sáng hôm nay là đã hoàn thành, nhưng nó lại tiếp tục lại sạt lở tiếp một lần nữa. Với khối lượng của lần đầu ấy là tương đương với khoảng 180 mét khối, mà đến lần thứ hai này thì khoảng hơn 50 mét khối đất đá rồi, và bây giờ vẫn đang còn tiếp tục sạt lở. Mặc dù ngành đường sắt đã huy động nhân lực, vật lực và tất cả những cái gì có thể mà cứu chữa được, nhưng mà quả thực là đến thời điểm này là rất khó khăn. Và cái thời gian mà để dự kiến là thông đường là chưa thể nói trước được. Ông Lê Quang Vinh cũng cho biết các đơn vị thi công vẫn đang tập trung cố gắng hết sức để gia cố khu vực trần bị sạt lở. Phương án của chúng tôi thì bây giờ là đối với công ty công trình đang thi công mà nâng cấp cái hầm này theo cái gói 7.000 tỷ của Bộ Giao thông ấy, là sẽ làm cái mái vòm bằng sắt để mà đỡ cái mái hầm để cho nó khỏi sạt nữa. Nhưng mà cũng 2 lần làm rồi mà đều không được, đều không thành công, vì là nó lại cứ tiếp tục là rơi. Hiện tại thì chúng tôi đã làm việc với chính quyền địa phương của 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, cũng như Cục C08 của Bộ Công an, là cấm tất cả các cái phương tiện xe tải đi lại trên cái đường đèo Cả nhằm là giảm cái áp lực cho cái vỏ của hầm, vì cái hầm này là nó nằm dưới cái đường quốc lộ luôn. Tại ga Giã, việc chuyển tải hành khách từ ga Tuy Hòa vào được tiến hành khẩn trương với sự giúp đỡ của nhân viên ngành đường sắt, các lực lượng khác như cảnh sát giao thông và dân quân. Đến Tuy Hòa lúc 11 giờ 30 rồi chuyển tải vào ra Giã này, ban Giã này. Do thiên tai giờ khó khăn như thế rồi, bây giờ chúng tôi phải chịu đến tất cả hành khách đều phải chịu thôi chứ sao nữa. Trên tàu có bố trí ăn uống hay nước uống như mình không? Chưa có gì cả. Thì chuyến đi này là chuyến đi không may. Thì đó thì do sự cố đấy, như thế đó. Cho nên không may như thế. Anh em vô vất vả, nhà tàu cũng thế. Nhưng rồi tất cả các cơ quan chức năng đều như thế cả. Từ hôm qua tới giờ, ngay bắt đầu chuyển tải tới giờ, chúng tôi được là 12 đoàn, tầm khoảng ước lượng là khoảng 3.695 lượt hành khách. Huy động lực lượng chúng ta huy động ở 2 đầu, một là ở khu vực Tuy Hòa và khu vực Giã, để chuyển khách ở cái cung chặng giữa Nha Trang, giữa Giã và Tuy Hòa. Ngược lại thì đến thời điểm này thì công tác chuyển tải là đảm bảo an toàn, không có hành khách là phải ở lại. Chúng tôi phải điều tiết xe cho đảm bảo là đủ cái lượng xe để mà chuyển tải cho các cái đoàn tàu. Tuy nhiên là vào cái thời điểm này thì cái mùa cao điểm của du lịch, cho nên cái lượng xe chúng tôi cũng có khó khăn, nhưng mà chúng tôi đã khắc phục được việc này và tiếp tục làm cho đến cái thời điểm mà thông đường, thông tuyến. Theo chỉ đạo tổng ty thì các công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn cũng đã coi như là phục vụ tận tình và chu đáo, cũng như là các cái đơn vị đường sắt khu vực cũng phối hợp rất tốt với công an chính quyền địa phương trong cái công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng là phục vụ hành khách đi tàu. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Khánh Hòa đã chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả để đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công bên dưới hầm đường sắt. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan vụ việc trong các bản tin sau.